Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Sapa mới về. Hàng rất là đẹp, âm thanh rất là chuẩn, ngoại hình rất là tuyệt. Một chiếc Sapa Foreigner Start số 9. Đó, các bạn nhìn theo. Âm thanh rất là hay. Số 6 4. Chào mọi người, mình tên Bùi Hữu Nghĩa, sinh năm 82. Vâng, thưa các bạn, mình sẽ quay cho bạn một chiếc Sapa Foreigner Start 9. Đây là một chiếc Sapa gọi là hàng khủng của Made in Germany. Nó chạy gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bóng. Một hàng khủng 9 bóng Sapa Freunden Start 9 đến từ Đức. Vâng, mình mở sau cho các bạn xem thì mới biết tại sao nó khủng. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là hàng vẫn còn nguyên sơn, đặc biệt là nguyên bản đó, nguyên bản nguyên sơn nguyên bụi luôn, có thể nói là nguyên bụi. Và ngoài hai chiếc loa bát, theo mình đoán thì nó khoảng 20, nếu mà hai cái loa bát này thì mình đo xa là gang của mình 21 thì cứ cho là hai cái 21. Và đặc biệt là hai cái loa kèn, một cái sự thiết kế về âm thanh cũng rất là khủng khiếp của Sapa, hai cái loa kèn hai bên và hai cái loa bát đại tướng. Hàng nguyên sơn zin, chưa động chạm gì cả. Đó, mình quay cho các bạn xem được. Điện áp thì từ 110 cho đến 220. Về ngoại hình của nó thì cũng có thể nói là con này chắc là từ năm 1955, 56 của những thập kỷ 50, thì về ngoại hình của nó thì cũng không thể chê vào đâu được. Rất là mượt mà. Đó, thân gỗ rất là mượt với những cái viền đồng rất là sang trọng. Thân gỗ rất mượt, chỗ này thì nó bẩn một tí, mình chưa vệ sinh. Thì để các bạn nào về thì chơi đam mê thì vệ sinh. Vâng, đây quay cái mặt của nó thì đúng là không thể chê trách vào đâu được một cái mặt này. Một cái mặt rất là đẹp, với những cái phím piano rất đẹp. Vâng, hai mặt đồng rất đẹp. Để tí mình quay cho các bạn. Đó, Foreigner Start của hãng Sapa. Rồi, ok, xin cảm ơn. Và các bạn liên hệ số điện thoại 0388 350 888 hoặc số điện thoại 0386 211 200 để giao lưu một chiếc Sapa phải nói là quá đẹp và quá xuất sắc để được giao lưu. Xin cảm ơn.